Đơn vị chúng ta lui ra rồi rồi rồi. Bên đây giải vậy là chút xíu đi. Rồi được rồi, được rồi, rồi rồi rồi, cảm ơn. Rồi đơn vị trọng tài chúng ta quan sát nè. Sẵn sàng. Thì trắng rồi chứ. Rồi bên đây ok. Trong nước ok. Rồi mời hai đại lên dây. Trời thị trắng nhả dây lại. Trời được rồi. Lâm chi Lâm Đức được chứ nữa rồi. Nhanh lại được rồi. Bài thân giữ nguyên dây. Giữ nguyên trí. Bên Lâm Đức nhả dây lại. Chúng ta đừng kéo. Bên chưa đừng kéo. Khán giả phía sau của đội thị trấn đề nghị bước ra đây. Nhắc lại ở đây thì có tiếng gọi trọng tài chính thôi. Ai thổi đội tu sức giác đội nào mà thổi sự đội đó thua liền. Người ta đang kéo mà thổi vậy người ta biết đâu tầng lên sao. Sẵn sàng. Hai đội chúng ta đổi phân để thi đấu hiệp thi đấu tiếp theo. Xin cảm ơn. Rồi mời hai đội chúng ta đổi phân. Nha bạn, không có vận động viên nào để vị trí đây, đừng kéo. Chưa gì hết. Rồi các em giữ nguyên đi. Rồi được rồi. Nhả nhả lại, thủ thắng nhả lại chút xíu. Thủ thắng nhả lại rồi, rồi 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 rồi. Đơn nghệ, trọng tài chúng ta biết là số lượng coi. Rồi ok, giữ. Đề nghị hai bên chúng ta đổi bên thi đấu. Như vậy đổi ăn phước. Thị trấn nhả dây lại. Thị trấn nhả dây lại. Rồi được rồi giữ nguyên vị trí. Rồi giữ nguyên vị trí. Sẵn sàng. Hãy
Bên Nam Phước rồi, đề nghị hai đội nhanh đi. Đề nghị cổ động viên bước ra xa. Bên thị trấn nhả dây lại. Bên thị trấn nhả dây lại. Rồi, đi ra dưới quân vị trí. Sẵn sàng. Rồi, chúng ta sắp xếp đại hồn đến đó, thở đi, nghỉ đi. Bước vào vị trí đi. Bước vào vị trí. Ơi, lui ra nha. À, cảm ơn các cổ động viên. Tại bây giờ là các cổ động viên của mình đang hít thở rất là nhiều quý vị. Quý vị kìa, thấy kìa, thở khò khè luôn kìa. Thấy chưa? Bởi vậy mình phải thông cảm, mình phải lùi ra cho các cổ động viên của mình hít thở nha. Rồi, chúng ta triển khai đội hình. Đừng có di chuyển nữa, đừng có đổi nữa. Rồi xong, tổng tài chúng ta kiểm tra số lượng vận động viên. Rồi, bên thị trấn ok, bên An Phước ok, rồi, mời hai đội lên dây. Đề nghị thị trấn nhả dây lại, thị trấn nhả dây lại, rồi, được rồi, giữ nguyên vị trí, rồi, sẵn sàng. Những vận động viên nào chúng ta bên môn bị vậy, chúng ta tập trung vào chạm tay người vẫn được, đừng có tay ba chạm ra đừng chạm là được. Đây đây đây, cái này với bụng thua nè. Kêu cho nó đây cái anh ơi. Ơi câu về đi. Ờ nó hấp dẫn mấy đẩy đây nhanh quá. Rồi dứt luôn đi. Dứt luôn đi. Dứt luôn đi. Rồi rồi rồi. Thầy cháu có lên,
cúng ba cái thanh lì cho luôn. Cái này có lên. Hàng tám luôn. Này đi mấy má. Dương Thành Hoàng giám sát mình chúng ta vào sân. À đã tắt rồi. Chứng nhận của từng người huy chương, từng người đoàn đến các đội viên chúng ta ở lại để nhận chứng nhận và huy chương của đội tuyển quốc gia. Đi đâu? 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 Đi đâu?
Trần Văn Dặm, Hiếu Nôi, Trần Văn Nghiệp vào sân thi đấu. Hồi nãy Phước Bình không chơi quần có thắng á. Xin mời Trần Văn Giang Thảo Tân một tấm thành quá đi ạ. Trận thi đấu tiếp theo, Nguyễn Minh Thiên gặp An Phước, gặp Tiểu Phước, Trà Tân Hiệp chuẩn bị. Cả toàn nông dân ở đây. Quần mà cầm á. Vợ đi dặn là phải mang con đùi đi, biết thay chiến thắng được. Lắm một cái lên. Đấy, như Quốc Bình vậy đó. Nè, lụm lại chơi này nè anh Sáu. Giữ tới 12 giờ.
Ủa tao mày đồng bộ mà. Sao đi. Sao luôn kệ. Rồi. Chứ để hồi hơn số ký sau nãy
em không được quyền khiếu nại, em kêu trưởng đoàn của em tới khiếu nại, em giận gì không được quyền khiếu nại gì đây hết. Hết bự. Em kêu thằng gì? Thở ra, hít sâu, thở ra. Không nói gì mà ông la làng kìa. Già già đẩy với già trẻ. Đúng rồi. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Việt, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phụng và chúc mừng đơn vị hãng An Phước, đơn vị hãng nhì giải kéo con Nam. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật dài nhất người dân kéo con Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phụng, phó giám đốc trung tâm văn hóa. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Việt, phó giám đốc trung tâm văn hóa cùng đến lần giới thiệu trao danh huy chương huy chương nhật. Xin trân trọng kính mời. Vô cho đủ gia đình. Phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, phó ban tổ chức đại hội. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phụng, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện cùng tiến lên phía phong kính trao huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Thanh niên trở lại gần kề, đi lên thanh niên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.